Thái Lan tiến sát đội tuyển Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA. Thái Lan tiếp tục thăng hạng tiến gần đến vị trí của đội tuyển Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA tháng 6. Truyền thông Đông Nam Á dành sự quan tâm đến sự kiện này. Nhật báo hàng đầu Thái Lan Thai Rat viết đội tuyển Thái Lan vẫn chỉ kém một đối thủ ở Đông Nam Á trên bảng xếp hạng FIFA tháng 6. Đội bóng đất chùa vàng tăng một bậc sau một trận thắng Hồng Kông 1-0 và một trận hòa Đài Bắc Trung Hoa 2-2, đội được thêm 2,49 điểm để có tổng cộng 1.174,37 điểm, từ hạng 114 lên hạng 113 theo giới tờ Thái Lan thông tin thêm. Với thứ hạng 113 FIFA, Thái Lan hiện chỉ còn cách đội tuyển Việt Nam 18 bậc. Tờ Thai Rat chia sẻ, Thái Lan vẫn giữ vị trí số 2 Đông Nam Á sau đội tuyển Việt Nam, đội đang có thứ hạng 95 FIFA. Xếp sau các đội Việt Nam và Thái Lan lần lượt là Philippines hạng 135 FIFA, Malaysia 137, Indonesia 150, Singapore 158, Myanmar 160, Campuchia 176, Lào 188, Brunei 191 và Timor-Leste 195. Tờ Newsjet Times của Malaysia bình luận về bảng xếp hạng FIFA tháng 6, Malaysia tăng một bậc so với tháng trước lên hạng 137 thế giới. Đây là thứ hạng tốt nhất mà đội tuyển Malaysia từng có trong vòng 17 năm qua kể từ khi đội đứng hạng 127 hồi tháng 5 năm 2006. Malaysia giành được thêm 9,44 điểm từ hai trận giao hữu quốc tế trong tháng này, thắng quần đảo Solomon 4-1 và thắng Papua New Guinea 10-0. Đoàn quân của huấn luyện viên Kim Pangon, người Hàn Quốc hiện sở hữu tổng cộng 1.091,57 điểm, vẫn là thông tin được cung cấp bởi tờ Newsjet Times. Trong số các đội bóng Đông Nam Á, Indonesia tụt hạng dù họ vừa trải qua trận đấu với đội bóng số 1 thế giới Argentina. Newsjet Times viết Indonesia xuống một bậc so với chính họ, ở vị trí 150 thế giới. Tại Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam dẫn đầu với thứ hạng 95, tiếp theo là Thái Lan, Philippines, theo sau các đội này là Malaysia. Cũng theo tờ Nhật báo tiếng Anh hàng đầu Malaysia, nhiệm vụ của đoàn quân trong tay huấn luyện viên Kim Pangon là gia nhập top 130 thế giới vào cuối năm nay. Trong khi đó, tờ Indosport của Indonesia nói rõ lý do đội bóng xứ sở vạn đảo tụt hạng, Indonesia chính thức rất hạng, kém cả các đội ít tên tuổi hơn. Nguyên nhân đến từ việc Indonesia thua Argentina trong chuỗi FIFA Days của tháng 6. Đội bóng xứ vạn đảo thua đội bóng xứ sở Tango 0-2. Đây là trận đấu lịch sử của Indonesia. Dù vậy, thất bại trước Argentina vẫn khiến Indonesia hiện có thứ hạng kém cả đội tuyển Hồng Kông, Trung Quốc. Đội tuyển Hồng Kông hiện có 1.049,74 điểm, hạng 149, còn Indonesia có 1.047,46 điểm. Trận thua Argentina khiến Indonesia bị trừ 0,45 điểm. Còn trận hòa 0-0 với Palestine trước đó ít ngày chỉ giúp Indonesia kiếm thêm 1,32 điểm, vẫn là những dòng được viết trên tờ Indosport.